Bà Phương Hằng tuyên bố đóng quỹ mổ tim vì bị một số thế lực âm mưu đánh phá liên tục. Sau 7 năm thành lập, CEO Đại Nam chính thức đóng quỹ mổ tim Hằng Hữu. Nữ CEO tiếp tục đăng tâm thư dài, gửi cộng đồng mạng trong và ngoài nước về thời gian chính thức dừng hoạt động của quỹ. Năm 2014, quỹ mổ tim Hằng Hữu ra đời, đó là ước mơ lớn nhất của tôi và tôi đã theo đuổi nó, nuôi dưỡng nó, nâng niu như chính mạng sống của mình. Ngoài ra, toàn bộ lợi nhuận của chúng tôi làm có được cũng tập trung cống hiến cho quỹ thiện nguyện này, mang tên Huỳnh Hằng Hữu, con trai của chúng tôi. Mới đây trên fanpage trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, CEO Đại Nam đã đăng tải bài viết thông báo đóng quỹ mổ tim Hằng Hữu sau 7 năm hoạt động. Theo đó, bà cho biết việc thành lập quỹ mổ tim Hằng Hữu chính là ước mơ lớn nhất đời mình nên toàn bộ lợi nhuận công ty làm ra vợ chồng bà đều cống hiến hết cho quỹ. Ngoài ra, nữ doanh nhân còn dùng số tiền này để thực hiện nhiều công trình phúc lợi như làm cầu, làm đường, xây chùa, xây trường học, xây nhà tình thương. Bà Phương Hằng tuyên bố chính thức đóng quỹ mổ tim Hằng Hữu, triển khai sao kê theo lời Hằng đi. Tuy nhiên, bà Phương Hằng đành phải khép lại ước mơ của vợ chồng mình sau khoảng thời gian dài xây dựng vì cho rằng có người đã âm mưu chống phá. Trước khi kết thúc hoạt động của quỹ vào tháng 12 âm lịch, chúng tôi đóng quỹ thiện nguyện Hằng Hữu với lý do chúng tôi không thể tiếp tục vì Hằng Ni và một số thế lực đã chống phá. Mang một âm mưu phản động đánh phá vào chúng tôi không ngừng nghỉ. Và hôm nay tôi chính thức sẽ triển khai sao kê tất cả những gì chúng tôi đã làm và chờ đợi thanh tra vào cuộc. Như lời yêu cầu của Hằng Ni. Đồng thời, tôi yêu cầu các cơ quan báo chí trong phía Nam hãy đăng đàn đề nghị thanh tra chính phủ vào cuộc. Thanh tra công ty cổ phần Đại Nam cũng như thanh tra quỹ Hằng Hữu. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tài liệu, tư liệu pháp lý để chờ đợi. Nữ CEO chia sẻ. Bà tuyên bố trước khi dừng lại, bản thân cần một sự minh bạch, rõ ràng về pháp lý cũng như những ai đã vu khống. Sỉ nhục vợ chồng mình cũng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, tất cả những ai làm ảnh hưởng đến uy tín. Thương hiệu của chúng tôi đều phải trả giá trước pháp luật. Tôi nói được là làm được. Tôi sẽ theo đuổi cuộc chiến pháp lý đến cùng. Vì chúng tôi là một doanh nghiệp, một công dân lương thiện hết lòng vì nước thương dân, mà hôm nay tôi viết tâm thư này để thông báo dừng lại mọi hoạt động thiện nguyện. Đồng nghĩa là giọt nước đã tràn ly. Bên cạnh đó, nước doanh nhân cũng cho biết mình đã gửi đơn đến tất cả ban ngành các cấp và đang chờ xử lý từng người một theo đúng quy trình tố tụng của Bộ Luật Hình Sự. Hiện tại bài viết thông báo của bà đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ dư luận,